Kỳ Lân đã ra một cái mẫu rất là đẹp và Kỳ Lân cực kỳ tâm đắc và cực kỳ thích thú. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Chủ đề về thời trang, về túi xách, Kỳ Lân trân trọng giới thiệu đây là chiếc túi handmade theo cá nhân hóa theo từng yêu cầu công năng sử dụng cho từng vị khách hàng. Và cụ thể đây là chiếc túi xách Kỳ Lân vừa hoàn thiện handmade. Đây là chiếc túi xách được một vị khách hàng đến showroom của Kỳ Lân mua những sản phẩm như là đồng hồ và trang sức kim cương, và thấy Kỳ Lân đang sử dụng một cái túi xách để laptop, để những bộ đồ để đi công tác và đi du lịch ở một hai ngày. Thì khách hàng nói là anh đi đánh golf, em ơi túi của em đẹp đó, làm trên một cái mà anh muốn để được đôi giày đánh golf của anh và để được một cái túi xách tay, một túi clutch hoặc là một cái túi golf mini của anh. Thế là Kỳ Lân nói một câu rằng vậy anh ơi để cho em, để em lo cái túi này cho anh và em thiết kế, em gửi anh duyệt, sau đó em sẽ thực hiện. Anh nói là em nhớ để logo của anh vào nhé, logo của anh phải bằng vàng và có kim cương vào cho anh. Thì đây là kết quả sau khi Kỳ Lân đã thực hiện từ thiết kế gửi đến anh duyệt, và sau đó Kỳ Lân chọn da, chọn từng chất da, vân da và con da từ nhà thuộc da nổi tiếng trên thế giới và chuyên cung cấp da cho hầu hết tất cả những công ty thời trang đồ da nổi tiếng hàng đầu trên thế giới hiện nay. Và cách phối mix da với tay cầm và những chỗ điểm nhấn như là tay nắm đầu dây kéo và những chỗ mà quay cầm thì đó là da cá. Từ một cái yêu cầu của anh đơn giản là để vài bộ đồ, một cái túi xách, một túi clutch, đôi giày, thì Kỳ Lân đã ra một cái mẫu rất là đẹp và Kỳ Lân cực kỳ tâm đắc và cực kỳ thích thú. Và sau khi Kỳ Lân thực hiện cái túi này xong đến cho khách hàng thì Kỳ Lân cũng thích luôn cái túi này và Kỳ Lân quyết định sẽ làm một cái cho chính bản thân mình để sử dụng. Và ngay đây sẽ là logo vương miện. Đây là những yêu cầu công năng sử dụng theo cụ thể một vị khách. Vậy thì quý khách sẽ thích những kiểu dáng gì, những công năng sử dụng như thế nào? Hãy đến với Kỳ Lân Luxury để cùng Kỳ Lân tạo ra những sản phẩm mang đậm phong cách cá nhân hóa của chính bản thân mình và phong cách sang trọng đẳng cấp thượng lưu, từ chất liệu da, nguyên phụ liệu và kỹ thuật chuyên môn cao cấp, chuyên handmade những đồ sản phẩm cao cấp. Và Kỳ Lân sẽ là đơn vị chuyên phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc một cách thăng hoa trọn vẹn nhất đến với những sản phẩm cao cấp chất lượng. Kỳ Lân Luxury, sang trọng đẳng cấp thượng lưu.